sẽ chia sẻ với mọi người cách làm sữa đậu nành nhá. Đây, cái đậu nành mình mua một đô một phao đây mọi người, là khoảng 2 đô một ký, khoảng 40.000 một ký đây mọi người. Đây, mình ngâm đã 8 tiếng rồi, mình vớt mình rửa đấy. Rồi còn đây là lá dứa nhá, thì bây giờ mọi người sẽ vào cùng xay với mình nhá. Mọi người bây giờ thì mình sẽ đãi cái đậu nha. Mọi người mình ngâm 8 tiếng cái đậu đẹp chưa? Mình sẽ đãi sạch đi rồi mình xay nhé mọi người nhé. Mọi người bây giờ thì mình sẽ đong mười sáu ao cái này vào nhá. Mình sẽ cho 32 ao nhá. Đấy, 32 ao thì mình sẽ cho 2 chai nước này nhá mọi người nhá. Giờ mình sẽ cho mình xay nhé mọi người. Thì lần đầu tiên mình dùng cái máy này, mình không không biết cái công suất nó làm sao, thì mình thử coi. Đấy. Thì mình cho medium trước nhé mọi người. Xay mình cho nó nghỉ một tí, không có lỡ nó nóng quá. Có nóng không? Không nóng. Công suất cao á. Thôi mình xay tiếp. Quá đã luôn mọi người ạ. Cho đây mình lọc. Mình cho thành 2 lần mọi người. Đấy. Wow. Cái này lọc hay lắm mọi người ạ. Mình thử coi nữa. Rồi. Nát luôn mọi người này. Quả máy xay hay thật.
rồi ơi, bây giờ thì mình sẽ cho 12 cái ao đường vào nhá. Đấy. Và cái này là 28 ao 8 gram mà cái vali thì mình cho một nửa vào nhá. Đấy. Nó thơm. Mình muối đều nó lên. Wow. Này hấp dẫn lắm mọi người ơi. Mình sẽ cho lá dứa vào luôn nhá. Mọi người mình sẽ cho cái lá dứa vào. Rồi mình cứ quấy đều nha. Xong rồi sôi là được nhá mọi người. Mọi người ơi, ngon chưa? Hấp dẫn chưa mọi người? Sắp sôi rồi. Sắp được một nồi nước. Mọi người ơi, sắp được một nồi sữa đậu nành lá dứa có ngon luôn này. Đấy. Đã chưa? Có mua cho vali nữa, thơm mùi vali nữa. Wow. Chưa mọi người? Mọi người ơi, cái này sữa đậu nành mình đã làm xong rồi đây. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đấy. Mình đội cho nó hai cái nón. Đẹp chưa? Hai, xin chào mọi người. Mọi người ơi, mình đã làm xong cái sữa đậu nành rồi. Đây mọi người nhìn này. Hấp dẫn chưa? Đấy, một ly sữa đậu nành. Ngon chưa? Này thì có mút luôn. Đấy, mình đổ cho nó một cái nón. Thì mời mọi người hãy cùng thử với mình coi nhá. Wow, béo lắm mọi người ơi. Này cho một tí đá vào, ngon mọi người. Mà mình mới nấu xong nó còn hơi nóng nên mình không không cho đá, mình cũng hơi nóng. Mọi người ơi, dễ làm lắm. Thì mình mua đậu tương về xong rồi mình ngâm 8 tiếng nhá. Xong rồi mình đổ ra bình rửa. Rồi đại vỏ cho nó sạch đi, xong mình bỏ vào máy sinh tố mình xay. Xay xong lọc xong là mình bỏ vào nấu. Nếu ai ăn ngọt thì cho thêm ít đường với lại sữa vào và tí vali vào cho nó thơm. Còn ai không uống đường thì không cần cho đường, chỉ uống thế thôi. Mà uống cũng tốt lắm mọi người. Mùa hè làm cái này ở nhà uống vừa bổ vừa rẻ. Mình mua có 3 đô mà uống thoải mái luôn. Phải được 20 cốc cái này. Nhiều lắm mọi người ạ. Mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video của mình. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực cho nhiều video mới nhé. Bye bye, chào tạm biệt.